Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng theo dõi bộ truyện gián điệp Điệp viên 007 tác giả Ian Fleming. Tiểu thuyết gián điệp Chết bỏ tác giả Ian Fleming Người dịch Ngọc Thứ Lan Chương 5 Ta Naka tiếp tục nói Thế này nhé Dù chủ nhân có ngăn người đi nữa Cái khu vườn đầy chết chóc Cũng đã mặc nhiên trở thành một thứ trung tâm tự sát Của cả nước Nhật này Con đường dẫn đến khu vườn chết Quả thật là đầy thơ đầy mộng Một chuyến xe lửa tốc hành đến Kyoto Rồi đáp tàu thủy đi trong Nhật Hải Đầy di tích lịch sử Đến cảng Peppu, Rồi từ đây lần mò đến quận Phú Quốc dọc theo mé biển gập ghềnh qua bao di tích hoang tàn rồi mới tới lầu tử thần đến đây phải tìm cách trốn tránh len lỏi chứ đâu phải dễ ở đây có muôn ngàn cách chết nhưng mình sẽ chết cách nào đây ghê rợn êm ả à, hay đau đớn đúng là một ván cờ đầy thử thách mà dân nhật mình sẽ chết trong lúc thăm thả dạo chơi công viên chờ một ăn rắn độc bò ra mẫu đại một phát hay là qua một đêm nằm ở gốc cây hóng lấy xương độc để sáng mai không dậy nữa hay là hái chơi dâm trái dâu, thứ trái chín vàng kia nhai chơi vài ba miếng rồi gục ngã, thế nào cũng được. Nhưng nếu muốn đi một cách gọn gàng, giản tiện thì đã có sẵn những khe, những hố diêm sinh, sình non đang sôi sục kia. Cái thứ diêm pha lẫn bùn, nóng chảy thì dư sức nóng lắm, lúc nào cũng khoảng vài ngàn độ, nhảy đại vô một cái là khói kêu gào đến tiếng thứ hai. Bạn thấy không, khu vườn chết của sát thủ có thể nói là trăm mùi ngàn vẻ tha hồ lựa chọn cái chết ưng ý nhất mà lại không tốn một xu. Bảo sao mà cái giống ham tự tử chẳng kéo đến như ông. Dĩ nhiên, nhà chức trách đã biết vậy là phải có biện pháp ngăn ngừa, cảnh sát dựng trạm kiểm soát. Những ai có công việc đàng hoàng xuất trình giấy tờ hợp lệ mới được vào vườn. Nhưng kẻ đã muốn chết thì thiếu gì cắt trốn chui trốn nhủi xé rào leo tường. Được thế, sát thủ dựng hàng rào, treo bảng cảnh cáo, chỗ nào cũng cắm bảng vẽ cái đầu lâu trắng héo với hai cái xương bắt kéo nhau cấm không được bén mảng những tâm biến như vậy khác nào quảng cáo tôi cho là quảng cáo vì sát thủ sợ treo bán còn nhiều người không nhìn thấy hắn mới nghĩ ra cách thả những quả bóng bóng khổng lồ cột dây thật chặt xuống đất cho chúng bay phất phơ thật cao đứng xa cả cây số cũng nhận ra cái nhãn hiệu chết chóc đặc biệt của lầu tử thần bề ngoài thì làm ra vẻ như cấm đoán nhưng bề trong rõ ràng sát thủ đang quảng cáo ngầm lầu tử thần đây ai muốn chết thì mãi vô chán đời thì nhà vô đây mà chết bạn còn nói gì nữa, sao không túng cổ nó hay đốt quát cái lầu quái quỷ đó đi? Bạn nói thì dễ nghe, bắt nhốt nó vì nó biếu không cho sư sở này cả một vườn cây giá trị à? Đốt phá một cơ sở công ích trị giá cả triệu ân kim của một vị mạnh thường quân sao? Đâu có được, nó có làm gì bậy bạ đâu. Tại những thằng dân Nhật Bồn ham chết nên kiếm đủ mọi cách nhà vô đó chứ. Dĩ nhiên là có thể trách sát thủ ở chỗ tổ chức căn phòng không chu đáo, còn nhiều sơ suất, bạn biết không? Mỗi lần lầu tử thần yêu cầu sở y tế quận cho xe hồng thập tự lại chờ xác một nạn nhân đi, thì y như rằng kẻ chán đời chỉ cần là một dũng thịt vụn, hoặc vớt ở hố dương sinh lên một nắm trò xương, chỉ thế thôi. Chưa hề có một kẻ nào bị thương hay sống sót. Đó là một chi tiết khó hiểu, vì cho dù có trúng độc, có bị rắn cắn thì ít ra cũng có kẻ chưa chết hẳn chứ. Vậy mà tuyệt nhiên không có một ca nào thoát nạn. Chính sát thủ cũng nhìn nhận điều này, nhưng hắn lập luận rằng nạn nhân sau khi bị thương, thường bị đuôi què cứ thế mò mẫm trong vườn cho đến khi xa hố là xong. Có lý lắm, chưa đầy nửa năm đã có trên 200 mạng xung phong vô lầu tử thần sắp chết. Và với cái đà quảng cáo này, còn biết bao kẻ chuẩn bị nhà vô, đã tới lúc phải ngừng cái bẫy chết người này. Từ hồi nào tới giờ, đã có biện pháp nào chưa? Thì đại đệ cũng có vài ủy ban điều tra tới tiếp xúc với chủ nhân để cùng nghiên cứu biện pháp đối phó. Sát thủ tiếp đón rất đàng hoàng, lại còn yêu cầu nhà nước kiếm cách giúp cho hắn ngăn bớt những công dân tò mò tọc mặt không mời cũng cứ mò tới lầu tử thần hắn than phiền công việc bị can trở cây cối quý giá bị phá hư mất công khai báo hắn còn sốt sắng đến độ xin ủy ban áp dụng bất cứ phương pháp nào cũng được miễn là đừng đụng chạm tới khu vườn quý giá công trình một đời người sưu tầm của hắn mà ngay các nhà thảo mộc học nổi danh xứ này cũng hoan nghênh hết mình ngoài ra sát thủ còn đề nghị cung hiến thêm cho nước nhật một cơ sở khoa học nữa chuyên môn tinh lược những độc tố ở hoa lá các giống cây độc, lấy được bao nhiêu độc tố, hắn sẽ biếu không cho những cơ sở khoa học nào cần đến mà không đòi thù lao. Bạn nhớ không, những loại độc tố này cần cho ngành dược và y khoa lắm đấy. Tổ chức một cơ sở nghiên cứu và sản xuất các loại độc tố gốc thảo mộc như vậy thì công quỹ tốn kém ghê gớm lắm. Thế mà sát thủ lại đề nghị tặng không, với điều kiện duy nhất là nhân viên hoàn toàn do hắn tuyển mộ. Bạn hãy chú ý đến chi tiết này. Lúc bây giờ, vào khoảng 4 giờ sáng, ánh bình minh đã bắt đầu chớm rạng, sáng long lánh trên miếng đồ sứ gắn trên mái nhà bên ngoài. Bon cảm thấy hơi buồn ngủ, bèn dồn bầu sake cuối cùng vào ly, ực một phát mà chẳng thấy mùi vị gì. Uống từ hồi hôm tới giờ quá nhiều rồi, sake đâm nhạt như nước lặn. giờ này có khi nào Bon còn thức đâu. Trái lại, hùng xám chẳng có vẻ gì là buồn ngủ. Câu chuyện lầu tử thần lấm cầm rõ ràng đã hớp hồn hắn với những hình ảnh hoang đường, quái đản của một nước Nhật xa xưa này hiện về bên cạnh những màu sắc âm u rợn người thường thấy trong văn chương trinh thám gián điệp âu mỹ giờ đây khuôn mặt samurai của hùng xám lại càng thêm rõ nét trong càng dữ dằn kinh khủng dưới tròng mắt sâu đen kia ẩn hiện bóng dáng của một anh chàng tặc răng dù có thuần tính đến đâu vẫn còn cái cốt man rợ của một loài thú bị nhốt cũi tuy nhiên toàn thân hùng xám vẫn sừng sững bất động như một pho tượng đá lặn lùng một pho tượng sống nếu thỉnh thoảng không có một cái vặt mình hay cựa quậy bàn chân cho đỡ mỏi. Mà đây cũng là dấu hiệu duy nhất chứng tỏ hùng xám lấy làm thú vị, gần như bị kích thích vì câu chuyện hắn vừa mang ra kể. Đang triển miên suy tưởng, Tanaka lớn tiếng tiếp. Cách đây một tháng, tôi đã tính đích thân mạo hiểm mò vô lầu tự thần để quan sát tại chỗ. Chính ông bộ của tôi ra lệnh điều tra mật theo lệnh miệng của thủ tướng vì khu vườn chết làm xôn xao dư luận, tệ hại quá để tránh mọi sơ sẩy, tôi phải tổ chức người của mình đi tìm cái chết. Người của tôi thì bạn nên nhớ là vào hạng chắn. Hắn nhận công tác bí mật lê lói bằng được vô vườn quan sát để về báo cáo lại. Bẵng đi một tuần lễ mới tìm thấy hắn trôi lều bèo nơi ven biển gần lầu tử thần. Hắn còn sống nhưng đã mất trí và mù cả mắt. Cả nửa thân mình phía dưới cháy xém. Hắn cứ làm nhảm suốt ngày. Bài thơ, hai cu, tám mấy con bướm bướm. Đến lúc chết, miệng hắn vẫn còn mấp máy mấy bài thơ hai cu thể thơ bình dân của Nhật. Nghe giọng kể của Hùng Xám, Jim Bond, tưởng đâu mình đang sống trong mộng hoặc nằm ngoài trời đầy sao mà nghe kể chuyện đời xưa. Này là căn phòng vắt giấy, đây kia là vườn chơi có hòn non bộ. Xa hơn chút nữa là án thái dương hồng. Và gần hơn nữa là miệng Bon vẫn còn đáng ngét mùi sake và khói thuốc. Vậy mà quan đâu đây đã xảy ra những chuyện ghê gớm, kinh khủng như lời hắn đã kể. Mà tại sao hắn lại mời Bon về nhà để kể chuyện này? Hắn buồn vì nỗi cô đơn hay không có người tri kỳ để tâm sự vụn vặt. Nghĩ vậy, Bon tình ngủ hắn. Xin chia buồn, thế rồi bạn có phản ứng gì? Trên chiếc tatami vàng óng ánh, pho tượng Tanaka ngồi dựng lên một chút. Hắn nhìn bon không chép miệng, thẫn thờ đáp. Còn phản ứng gì nữa? Tôi lần gửi văn thơ xin cấp trên triển hạn và chờ đợi một cơ hội bồng vàng sẽ đến. Nghĩa là tôi có ý chờ bạn đấy. Bạn nói gì? Chờ tôi à? Phải, tôi chờ vì bạn sẽ là người vô lầu tự thần. Hắn nói một cách tình khô, bọn cố nén không ngăn được phải rống lên một tiếng. Từ hồi hôm tới giờ toàn nói chuyện vớ vẩn không, cha nội này chắc sáng rồi. Thôi đi bạn hùng, quá giờ ngủ lâu rồi, để sáng mai ta tính lại chuyện này. Tôi đang ngửi thấy vấn đề hắc búa xong thế nào cũng có chút ý kiến giúp bạn, cứ tạm gác nó đến mai đi. Vừa nói, bọn dập đứng dậy, nhưng Tanaka lên tiếng như truyền lệnh. Bọn đầu san ngồi yên tại chỗ đi, nếu bạn còn nghĩ tới vận mệnh của nước bạn, thì bạn phải nghe lời tôi. Bạn sẽ phải lên đường ngay trưa mai. Bạn sẽ đáp chuyến xe lửa tốc hành đi Beppu, 12 giờ rưỡi và sẽ tiếp tục lộ trình xuống đảo Cửu Sơn, đi tới quận Phú Quốc. Bạn khỏi trở lại hotel mà cũng chẳng cần gặp thằng mập cô. Ngay từ phút này, bạn ở dưới quyền chỉ huy của tôi. Bạn rõ chưa? Ba chữ cuối cùng, hắn nói ngọt như mật, nghe như rót vào tai. Bòn nhảy nhổm lên như bị ong đốt. Hùng xám, bạn nói lầm cầm cái gì vậy? Kìa, bữa nọ no ở văn phòng tôi, bạn đã chẳng long trọng hứa là để đánh đổi Magic 44. Bạn được quyền sẽ làm bất cứ việc gì tôi nhờ kia mà. Chết rồi, chắc bạn hiểu lầm. Tôi có nói cấp trên cho phép tôi làm đâu. Tôi chỉ nói là tôi sẽ nhận làm việc nào bạn có thể nhờ thôi. Thì có gì khác nhau? Tôi tin chắc ở lời bạn, sau đó tôi đã xin ý kiến của Thủ tướng để trình bày và có lịch tuyệt đối bí mật. Chỉ ba người biết vụ này, tôi nhấn mạnh. Chỉ có ba người mà thôi. Hùng xám à, tại sao bạn cứ nhất quyết bắt tôi dính vào vụ này? Bạn giải thích tôi nghe đi. Bọn nóng ruột, hoài vặn, xong Tanaka vẫn thăm dòng. Bọn đầu sang tôi nói chuyện này với bạn, đừng quạo. Tụi mình là bộ bịt, sao không thẳng thắn ngỏ ý với nhau? Cho bạn hay là người Nhật chúng tôi. Nhất là nhà cầm quyền có thế lực ở đây, thường coi nhẹ dân năng lây từ hồi đầu đệ nhị thế chiến. Dân năng lây của bạn cơ bộ xuống chân, không phải là một đế quốc mênh mông đổ sụp mà thôi dường như các bạn còn không dám giữ, mau mau liệu nó đi cho khuất mắt, chẳng cần đi sâu vào chính trị. Chỉ nội cái việc bạn cố gắng duy trì cái gọi là khối liên hiệp ăn, coi bộ cũng thảm hại quá rồi. Phải nói bao nhiêu chính phủ kế tiếp bên nước bạn đều bất lực rõ ràng, cóc biết cai trị đến nỗi để quyền hành lọt vào tay mấy thằng nghiệp đoàn, là cái bọn xưa này vẫn chủ trương làm ít ăn nhiều, chủ nghĩa làm phất phơ càng ngày càng bàn trướng, đã làm hỏng cả một nước ăn, vốn là một dân tộc chịu thương chịu khó. Giám đổ mồ hôi sôi máu mắt từng làm cả thế giới phải nghiêng mình. Bây giờ ở nước bạn chỉ lo du hí và cờ bạc, thay kệ đất nước suy sụp, chỉ hưởng thụ và ngồi không, sầm xì về những cử động của hoàng gia cũng như nằm dài ra để theo dõi tin tức mấy thằng trường giả lỗ bịch trên mấy tờ báo tồi bậc nhất thế giới. Không sao nhịn được, bòn bật cười, trà đũa đàn ăn hùm xám một phát. Cho bạn hay là bạn quê cóc chịu được, sao bạn không tổng kết mớ ý kiến lầm cẩm già lũ khu ấy? rồi gửi đăng cho tờ báo tham cho nó hát. Khi nào rảnh, mời bạn qua chơi ăn quốc cho biết sự tình không đến nỗi quá biết bát như bạn tưởng đâu. Chính bạn tự miệng thú nhận đấy nha. Không đến nỗi quá dở thì hãy thế, cũng đã dở rồi còn gì. Khác nào gỡ gạc chút đến cho khỏi mất mặt. Nhưng ở ngoài nhìn vào thì những ai làm bạn và còn chút cảm tình với an quốc đều phải lắc đầu mà nhìn nhận rằng các ông ăn lê hồi này nóng quá. Vậy mà để chống đỡ cả một đế quốc từng hống hách một thời nay đang lâm vào cảnh suy vong, bạn đã cất công sang tận đây, nhòm ngó cây ma trực 44, một vật chi bảo của nghề gián điệp hiện ở trong tay chúng tôi. Tại sao chúng tôi lại phải biếu quý ông nhỉ? Có ích gì cho chúng tôi? Mà với bạn, nó cũng có ích gì đâu, Bondosan. Giúp khơi khơi như vậy, có khác nào nhỏ tí ê te cho một vị võ sĩ đã ăn như đòn suốt mấy hiệp, này sắp sửa đào ván đến nơi, có ích lợi gì đâu, sớm muộn cũng nốc ao mà. Bọn nổ sung hét lên. Thôi đi bạn, mấy anh Nhật quen lối chơi rừng rú nên tưởng ai cũng như mình. Mấy anh còn giữ khư khư cái cốt cách quân phiệt khát máu. Mấy anh tính qua mặt mấy sếp Hoa Kỳ nên hay giờ cũng cứ cười hề hề ngoài mặt để ngấm ngầm chơi cái trò samurai lẫm cầm lần nữa. Giấu được ai đâu. Cho anh hay là anh Lê tụi tôi qua có xa suốt. Trải qua hai cuộc chiến, mấy cha nội lao động bên tôi có ý vào cái gọi là an ninh xã hội để ăn đớp. Tụi tôi có trao trả độc lập cho mấy bà con dân thuộc địa gấp rút thật nhưng bạn đừng vì vậy mà lờ đi những thành tích lẫy lừng của anh lê tụi tôi chứ nào là kỷ lục leo núi everest bao nhiêu kỷ lục vô địch thế giới còn vô khối giải nobel tôi công nhận mấy cha nội chính trị gia bên nước tôi có bề bối thật nhưng bên nước nhật thì có hơn gì không đã mang dân chiến trị thì ở đâu cũng như vậy thôi nhưng thử hỏi cả cái dân tộc ăn nói chung của chúng tôi có gì tệ hại đâu dân anh lê vẫn bắn như thường dù không nhiều chỉ có năm chục triệu cho bạn hay vậy tanaka nghe bọn hò hét nhưng miệng hắn vẫn cười ra vẻ hớn hở. Khá đấy, thuyết khá đấy Bon san Nghe thiên hạ đồn phớt tình Yang lê nên tôi thử chọc bạn xem phản ứng của bạn ra sao. Xem bạn còn có gần phớt tình được không. Thú thiệt với bạn những lời bạn vừa mắng mỏ tôi đã dư biết. Và mới đây tôi cũng đã trình lên thủ tướng y như vậy. Bạn biết ngài đã phán như thế nào không? Như thế này đây. Thôi được, Tanaka, tôi đồng ý với anh. Hãy để cho cái ông chim bon ăn lê ấy thử thách một lần xem sao. Nếu hắn thành công thì ông mới yên trí được là dù sao Angley cũng còn những tay cự phát đáng tin cậy với bảo vật Magic 44. Có cho họ mượn cũng không hại gì. Bằng hắn rớt thì anh cũng nên cho rơi đề nghị của họ một cách lịch sự cho rồi. Bòn nóng ruột vì lối nói nửa kín nửa hờ của Tanaka. Như vậy là hắn đã nắm chóp được mình. Khó lòng sai chạy nên anh hỏi móc. Được rồi hùng xám. Cái món thử thách là cái quái gì? Lại một mục samurai lẫm cẩm phải không? Giọng Tanaka phất tấn như ăn lê thì đại đế như vậy bạn chỉ cần đột nhập lầu tứ thần cúp cổ thằng sát thủ dùm tôi thế là xong <laughs> chiếc xe <laughs> chiếc xe màu đen chạy như bay trên đường vắng hai bên còn đóng ướt sương đêm báo hiệu một ngày đẹp trời chớm rạng ngồi trên chiếc túi nhỏ đựng hành lý Tanaka bật đồ gián dị như người đi chơi miền quê hắn hứa sáng nay sẽ dẫn bon đến một nhà tắm để thưởng thức một kiểu tắm đặc biệt sáng khoái mà lại tối mật vì đây là giai đoạn đầu tắm xong bon sẽ biến thành một người nhật hoặc gần gần như vậy hùng xám đã lung lạc và mua đứt được bon để sai đi công tác sự kiện rõ ràng ngay trước mắt là thằng sát thủ quả thực sát nhân nó có điên khùng không hay nó khoái giết người điều đó hùng xám không cần biết tuy nhiên vì lý do ngoại giao quốc thể hắn không thể cử một dân Nhật đi ám sát. Một người nước tiếng mặt thường quân đối với đất nước. Bọn đã tới vừa đúng lúc. Đối với 007 thì giết người chỉ là nghề mọt. <laughs> chỉ là nghề mọt. Nếu có sơ sảy đi, cảnh sát địa phương tóm được thì cũng dễ xử trí. Tha hồ bịa chuyện, bọn băng đảng thanh toán nhau và bắt được thủ phạm. Đã bắt được thủ phạm và giải về Trung ương. Rồi cũng mang ra tòa xử lên án đàng hoàng nhưng ém nhẹp đẩy hắn ra ngoại quốc thì mấy hồi. Xếp đặt vững như vậy thì ai mà chẳng tin. Còn nếu thất bại thì sao? Cũng đến chết là cùng. Chết như bao nhiêu người khác đã mò vào vườn nạp mạng cho nhà bác vật sát thủ. Đối với bác vật sát thủ, bọn chẳng phải là thù địch. Hắn đã lý luận như vậy. song hùng xám bác ngay. Một thằng đã sưu tập trên 500 mạng người thì ai cũng có quyền tru diệt. Và lại còn vấn đề trao đổi bảo vật Ma Chịt 44. Muốn mang nó về cho anh quốc thì bọn phải ra tay nghe cũng tạm ổn, nhưng thân hình Bon sờ sờ ra kia, da trắng mắt xanh, đứng cả cây số cũng thấy, làm sao lại mò vô lầu tử thần được. Chính vì cái điểm quá lộ liễu, Tanaka mới phải đích thân đưa Bon đi, thay da đổi lốt sáng nay, trước hết là tắm một phát, rồi ngủ lấy sức ít giờ trước khi lên chuyến xe tốc hành. Mọi việc đã chuẩn bị chu đáo, Tanaka nhuyễn miệng cười cho hay trước, sướng lắm, đã nhắc đời đấy. Phía ngoài nhìn vào, nhà tắm không khác một tự điểm khách sạn thuần túy Nhật Bản cũng có vài hòn đá săn lót đường, mấy gốc thông lùn tí hon, cũng cánh cửa mở toang, đèn lồng thấp thoáng, cũng mấy chị em bận kimono tươi cười chào đón, đầu cúi sát đất, 5 giờ sáng mà cô em nào trông cũng tươi rói, chẳng có vẻ gì là buồn ngủ. Sau khi chào qua chào lại đến mọi cà cổ, bọn tuần lên hùng xám cởi giày cởi vớ để đi theo một mũ nạ dòng tới một căn phòng nhỏ, trông nửa như phòng ngủ, nửa như phòng tắm hơi Thổ Nhĩ Kỳ, còn đang ngơ ngẩn chưa biết chuyện gì đã thấy một em bé từ phòng trong bước ra gần như trần truồng vì cả người em chỉ có hai ba miếng vải treo toàn ten bon đang ngây người chiêm ngưỡng thì em thùng thẳng bước lại gần cúi đầu chào rồi đưa đôi bàn tay xinh xắn cởi khuy quần dùm bon bon hốt hoảng chặn bàn tay người đẹp lại quay sang phía mụ nại dòng lúc bấy giờ đang tính bơ toàn đóng cửa làm trò gì thế này ông tanaka đâu gọi ông ấy lại đây đàn anh hùng xám bỗng từ đầu hiện ra trần trùng trục hai tay giữ cặp quần khư khư có chuyện gì vậy bon này bọn hùng xám Tôi chịu em này rồi, nhưng mục này là mục gì? Bạn phải cho biết trước chứ. Sao lại có chuyện cởi quần bất tử thế này? Bạn giải thích đi. Tưởng gì? Cho bạn hay từ giờ trở đi bạn chỉ biết tuân lệnh mà không có quyền đặt câu hỏi. Gắn tập cho quen, như cái vụ này chẳng hạn. Bạn thấy chiếc thùng kia không? Bồn tắm đấy. Em bé này sẽ lột quần áo bạn thấy bạn vô thùng, rồi phía dưới cho lửa cháy riu riu. Bạn sẽ đổ mồ hôi khoảng 10 phút, chừng nào chịu hết nổi thì em sẽ khiêng bạn ra. Em sẽ kỳ cọ cho bạn từ đầu xuống chân không chừa chỗ nào cho đến lỗ tai bạn em cũng ngoáy kỹ càng. Sau đó đến công tác nhuộm da, em sẽ đổ thuốc nhuộm vào thùng tắm, pha cho đúng điệu da nâu rồi ngâm bạn vô trong đó ít lâu cho thuốc ngâm đến tận kẽ tóc. Xong xuôi lau khô người, em sẽ cắt tóc cho bạn đúng kiểu nông dân Nhật. Đến mục đấm bóp thì bạn tha hồ chỉ huy. Muốn xoa nắn chỗ nào và bao lâu tùy thích. Đã sẵn tấm nệm kia, bạn cứ việc nằm dài ra cho em hầu hạ tận tình. Chắc chắn bạn sẽ ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Sáng dậy, đã có trứng chiên giăm bông, Tha hồ bạn chén cho no Và hôn em một phát ra điều cảm mến Thì cũng chẳng có ai biết chỗ đâu mà nói Không việc gì phải lo Giáng cua cho Bon một hồi Hùng xám quay sang em bé hỏi vài câu Em bé làm ra bé sượng sùng Hất mái tóc đen nhắn một cách duyên dáng E thẹn trả lời Hùng xám diệt lại Em bé năm nay mới có 18 tuổi Em tên là Mariko Ichiban Nhà này em nào cũng có số Ichiban là số 1 Còn Mariko mới là tên Thôi bạn đừng làm phiền nữa tôi cũng phải thưởng thức như bạn, chỉ trừ cái khoản nhuộm da thôi. Và yêu cầu từ nay bạn hãy cứ đặt tin tưởng nơi tôi. Bạn sẽ trải qua một giai đoạn đầy cảm giác thú vị lạ lùng, đột ngột, nhưng nhất định không đau đớn gì đâu. Hãy tận hưởng những thú vui đêm nay, coi như không bao giờ được hưởng nữa. Đêm ngắn thật, nhưng nếu bạn biết cách tận hưởng thì cũng sung sướng đã đời. Vừa nói, hùng sám vừa cất bước trở ra, một tay đóng cửa, một tay vẫy vẫy, ra vẻ nghịch ngợ. Thôi chúc bạn yên giấc, sáng mai khi trở dậy, bạn nghiêm nhiên sẽ trở thành một con người mới lời dặn dò của hùng xám bon chỉ nghe câu được câu chăng khi mấy ngón tay nõn nà của em mariko ríu ríu cởi quần rồi cởi áo bon khẽ nâng cầm em bé lên hôn ngon lành trên đôi môi mềm mại ngoan ngoãn đến khi ngồi trong bồn cây mồ hôi ra dầm dề nhưng khoan khoái lại ngà ngà say bon hồi nhớ lại mới ngày nào còn chán đời lang thang trong công viên luân đôn hắn nhớ lại buổi gặp gỡ của em để nhận công tác một công tác hoàn toàn ngoại giao nghĩ đến đây bon không khỏi mỉm cười chua chát nhìn sang bên cạnh em Mariko đang soi gương ngắm vuốt bon dục em bé cho tôi ra đi chứ Mariko hé miệng cười cúi đầu chào rồi không trả lời thong thả cởi chiếc cọt xê thong thả bước lại bồn tắm bon lưỡng lự không biết ông bạn hùng xám nói trở thành người mới có ý nghĩa gì em bé giơ tay ra đón bộ ngực nhỏ phập phồng hắn bèn nắm chặt tay em để em kéo ra rồi sang ngay vào lòng người đẹp hùng xám nói trở thành một người mới thế mà hóa thật sáng hôm sau lẽo đẽo theo Tanaka ra ga xe lửa Đông Kinh, thì James Bon đã trở thành một chàng Bon khác hẳn. Da vàng, hơi nâu nâu, tóc đen, chảy dầu bóng nhảy, lại cắt ngắn theo lối nhật bổn, che xóa xuống nửa vầng trán. Đôi lông mày cũng được cạo sửa, phía ngoài cạo sát hẳn, trông như mắt xích Lối ăn mặc của Bon sáng nay y hệt mấy anh Nhật Bản có việc đi xa, sơ mi trắng dài tay, caravat đen, thứ rẻ tiền, lại thêm chiếc kẹp caravat mạ vàng, quần đen, thứ may sẵn, rộng thùng thình, trông lệch xẹt đúng điệu nhật mặc quần tây, chiếc thắt lưng đen, xăng đàn ni lông cũng đen, vớ ni lông săn đậm, hoàn toàn vừa vặn. Trên vai bon, toàn ten cái túi có quai sắt của hãng hàng không Nhật, trong đựng áo quần thay đổi, đôi vớ, bào thuốc xin xây, dao cạo và xà bông thơm, trong túi sắt lũng củng nào lược, nào ví, nào dao, ví thì cũng mềm, dày cột, có 5.000 yen tiền lẻ. Con dao cán bự nhưng lưỡi dài không quá 5 phân tây, đúng theo luật định. Nhưng đặc biệt nhất là không có mùi xoa, chỉ có một tập giấy mỏng. Hùng xám đã nhìn qua cái mùi xoa Tây Phương và kỵ cái món này ghê gớm. Vật gì mà lại hỉ mũi vào đấy, rồi gói ghém, cẩn thận, kỹ càng rồi nhét vào túi. Làm như cất giữ một món đồ quý giá, vuông lụa đẹp như vậy. Sao không gói phân rồi cắt đi? Vì lẽ mùi xoa, phân vệ sinh cũng vậy, nên dân Nhật toàn dùng bằng giấy mỏng, xì mũi xong là vắt ngay. Tuy người cao lên khen, nhưng Bon đi giữa đám đông, chen lấn xô đầy ít người nhận ra hắn. Cuộc thay da đổi lốt ở nhà tắm tối hôm qua, kết quả quá lạc quan. Ngay em Mariko cũng lấy làm thú vị. Phút từ biệt, nghe Tanaka gõ cửa, dục, em bé đã chẳng níu lấy bon, triều mến, hôn lấy hôn để. Sau đó, Hùng Sám mới tiết lộ, quần áo và đồ vật của bạn phải bỏ lại hết. Cả những thứ còn để ở khách sạn cũng đã có người dọn tới nhà của Dicko. Nội ngày hôm nay, Dicko sẽ báo cáo cho London hay bạn lên đường viếng hãng mà trực 44 cùng với tôi. Cách Đông Kinh khoảng một ngày đường, bạn sẽ vắng mặt vài ngày. Đích cô cũng chỉ biết bấy nhiêu thôi. Ngay nhân viên sở tôi cũng chỉ biết sơ sơ tôi đi công tác xuống quận Phú Quốc. Không biết tôi đi với ai và làm gì. Giờ đây, chúng ta đáp chuyến xe lửa tốc hành đi Kamagori và buổi chiều sẽ đến nơi. Từ bờ biển phía nam Nhật Hải này, chúng ta sẽ đáp xuồng trượt nước thứ tối tân đến ngư cảng Toba. Chúng ta sẽ nghỉ đêm ở Toba và từ đây đến Phú Quốc. Ta sẽ đi đường bộ để bạn có thời giờ vừa đi vừa học. Bạn sẽ học tất cả những cái gì đặc sắc của Phú Tang để nhất cử nhất động giống người bổn xứ không đến nỗi lòi cái đuôi. Mấy toa xe sơn hai màu trắng bạc da cam dừng lại trên nhà ga, hùm xám chen bừa ngay lên nhưng Bon rụt rè lật sự, có ý nhường cho mấy người đàn bà con gái. Ngồi xuống cạnh hắn, Tanaka sáng giọng lên lớp, bài học số 1 nghe bạn, ở đất nước này không có chuyện nhường nhịn phái yếu, đông người cứ chen bật dẫm đại lên họ mà đi, có nhường thì chỉ nhường cho ông già bà ca, chứ phụ nữ thì khỏi, nhớ chưa? Thưa thầy nhớ ạ. À. Bạn phải bỏ ngay cái lối cà giỡn như bên Âu Mỹ. Mình làm việc này có tính cách đứng đắn nghiêm trọng. Tôi dạy bạn học không có lối cà rỡn. Bòn lắc đầu than. Ok cũng được, cái công tác quái quỷ. Tanaka dưa tay ngăn. Cái đó là chuyện khác, tuyệt đối cấm văn tục chữ thề. Trong văn tự nhật không có những danh từ chữ rủa nghe chưa? Trời đất, lại còn thế nữa. Tôi hỏi bạn dù đạo đức đầy mình mà gặp những quan cảnh trái tay gai mắt mấy ai ngăn được một số nho. Chẳng hạn bạn đã trễ hẹn xếp lớn, bực bội, mà sờ túi lại quên giấy tờ thì dĩ nhiên bạn phải văng tục một tiếng cho nó hả giận chứ có chửi bới gì ai. Cũng không được, người Nhật chỉ Shimata là cùng, đại đấy là tôi nhầm mất rồi, có vậy thôi. Nhưng giả sử vụ quên giấy tờ do gã tài xế của bạn gây ra, liệu bạn có chịu cho hắn một mắt không? À, nếu có sẵn người vô làm thì bất quá tôi chỉ dám bắn hắn là Bakiyaro, có nghĩa là thằng khùng, hoặc tệ hơn nữa là đồ xúc vật là cùng. Cho bạn hay, ở xứ sở này mắng như vậy là đã, đã quá nặng lời rồi. Đương nhiên hắn có quyền đập lại tôi Chớ thôi việc ngay lập tức thì cái đó đã hẳn Mới có thế thôi mà mấy anh Nhật đã cho là quá nặng lời Thế mấy anh có mang cha mẹ tổ tiên Vua chúa thần thánh ra để chửi hay không Hoặc rùa quỷ sứ bắt hồn chẳng hạn Tuyệt nhiên không có Vì rùa như vậy chẳng có nghĩa gì cả Thì chẳng hạn cho ra những danh từ bẩn thiếu Như cái đồ của đàn ông đàn bà chẳng hạn Cái đó thì có Của đàn ông thì gọi là chimbo Của đàn bà là monco Nhưng hai chữ này không phải dùng để chửi rùa nói xấu, hoàn toàn chỉ để kêu tên các bộ phận đó mà thôi. Thực thế à, lạ nhỉ, một dân tộc giữ như dân tộc Nhật mà ngôn ngữ lại hiền lành như vậy. Tôi phải làm một cú điều tra về cái mục này mới được. Một dân tộc không biết, không có dân từ chữ rủa tục tiểu. Thảo nào động một chút, mấy cậu nhỏ nước bạn tính ngay tới chuyện tự sát. Đúng thế, theo ý tôi có bực bội thì cứ chửi đại vài ba tiếng. Bòn lại còn đến phát biểu nữa nhưng hùm xám đã cắt ngang. Thôi, như thế đủ rồi. Chỉ cần bạn nhớ cho luôn luôn là chớ bao tục, chớ chữ thề mà hay hơn hết là đừng nghĩ đến chúng. Hãy vớt tình sự đời, luôn luôn trầm mặc cấu giận cũng đừng để lộ ra mặt. Có gặp rủi ro thì cũng ráng bị miệng cười, có trật xương mắt cá cũng vùng cười lớn lên. Trời đất, bạn dậy gì ác vậy? Chứ sao, đối với bạn phải vậy mới được, nhưng thôi tụi mình phải đi kiếm cái gì bỏ bụng. Xuống tòa hàng ăn, bạn phải tập cho quen dần những món ăn bán xứ đi. Cũng vì tập ăn theo kiểu bản xứ, nên trong toa hàng ăn, Bon vừa ăn vừa đánh vật với đôi đũa tre, với những lát cá tươi cùng một dĩa cơm đầy. Bên ngoài phong cảnh chạy vun vút khi mé biển gập gần lúc thì ruộng lúa nõn nà. Lúc ra ngồi quầy rượu trầm tư mặt tường, Bon thấy có người xô mặn một phát. Thoạt đầu hắn cũng không để ý làm gì. Người Nhật nào mà không ưa chen lấn, nhưng lần này ngoái cổ lại nhìn, hắn chỉ kịp nhìn thấy phần lưng của một kẻ vạm vỡ đang chen sang toa xe bên kia. Đằng sau tay hắn có quàng sợi dây vải trắng, chứng tỏ hắn mang mặt nạ Moscow mà cái nón da cổ lỗ hắn đội mới xấu làm sao. Đi ăn về, Bon sờ tay túi quần đằng sau mới hay chiếc ví da đã biến mất từ lúc nào. Hùng xám ngạc nhiên. Lạ quá, nước chúng tôi ít có những vụ móc túi như thế này. Nhưng không sao, đến tô ba tôi sẽ mua cho cái ví khác. Đừng khai mất mát làm gì phiền phức. Vừa bị người ta để ý mà tới ga sau còn bị cảnh sát lấy lời khai lôi thôi lắm. Và lại khai báo cũng chẳng bắt được thằng móc túi. Nó chỉ việc nhét nón da mặt nạ vào túi thì làm sao nhận ra nổi bỏ qua vụ này đi bạn. Thì đồng ý bỏ qua, chẳng lẽ khóc thét lên hay sao cha nội. Hai người xuống ở ga Jamageri, một đô thị ven biển xinh xắn có hòn đảo nhỏ chặt ngay cửa bên. Theo lời Tanaka, đảo này có một đền thờ lớn lắm. Sau đó, chuyến vượt biển bằng thứ xuồng lướt sóng. Xuồng lướt như bay, chỉ một giờ đã vượt 50 hải lý tới ngư cảng Toba ở bên kia vịt. Chuyến đi tương đối thú vị, nhưng vừa lên tới bến, Bon đã thấy thấp thoáng trong đám đông trước mặt bóng dáng lực lưỡng quen quen. Đúng là thằng móc túi hồi nãy nhưng trong đám đông thì thiếu gì người lực lưỡng. Thành thử không dám nghĩ tới việc mất cấp. Hắn đành thủng thẳng bước theo Tanaka, dọc dãy phố hẹp hai bên đường treo đầy đèn lồng và bảng hiệu bằng vải. Tới căn nhà có vẻ quen thuộc, bên ngoài kín đáo có hàng cây cảnh bày ngoài, cả hai cùng dừng lại. Nơi đây họ là thượng khách, chủ nhà hàng đang cố ý đợi, đi suốt ngày. Bon thấy mệt như cả người, chẳng còn lòng dạ nào gật đầu chào lại hay nghe răng ra cười. Sau cùng, Bon cũng thở phào nhẹ nhõm khi một mình một phòng chẳng ai phiền nhiễu. Ở cái nhà ngủ theo đúng truyền thống cổ điển Nhật Bốn này, cái gì cũng bé tí xíu, từ bình trà tắt nước, tí hòn. Bon ngồi ở hành lang nhìn ra khu vườn vừa vặn bằng chiếc mùi xoa, xa hơn nữa là mé biển rồi đến hòn đảo có pho tượng khổng lồ, mặc lễ phục kiểu Âu Tây lại đội nón cối cẩn thận. Theo lời hùng giám, đấy là tướng Mikimoto, người đã lập nên sự nghiệp bạc tỷ nhờ phát minh ra cắt nhét hòn sạn vô tận thớ thịt loài trai để tự nó kết thành ngọc quý. Nghĩ làn man, Bon càng thấy rõ sự điên khùng của hùng xám. Sao lại có một thằng điên như vậy mà hà cớ hắn phải dây dưa tới mục này? Có lẽ Bon còn đang ngồi than thân trách phận mãi nếu Tanaka không từ đâu bước vô. Truyền lệnh phải mặc ngay chiếc áo ngủ cổ Yukata treo trong chiếc tủ nhỏ sát bắt rồi hắn lên tiếng. Bạn phải gắng tập trung tư tưởng thêm mới được Bon Đô San. Tuy nhiên đã có đôi chút kết quả tốt. Để tưởng thưởng, tôi đã cho con mang rất nhiều sake để đi cùng với món nhậu chiến nhắc địa phương này. Đó là tôm hùm. Bạn chịu không? Nghe đến nhậu, Bon lên tinh thần gấp, lập tức cởi áo sơ mi ra khoác chiếc yukata màu nâu sẫm. Quen tay, hắn khép vạn áo sang bên trái thì Tanaka la lớn, ngừng ngay, người sống thì mặc yukata phải khép tà áo sang tay mặt, chỉ có khâm liệm xác chết mới vắt sang trái. Thay quần áo ngủ, Bon ngồi tĩnh tọa xuống trước mặt hùng xám, mặc kimono có thoải mái thú vị thật, hắn nghĩ tới bữa nhậu sắp tới và bốc đàn ăn hùng xám, nhậu sake với tôm hùng thì tuyệt rồi nhưng trong khi chờ đợi, bạn giảng dài tôi nghe một phi đoàn thần phong hồi thế chiến thứ hai hồi đó bạn được huấn luyện như thế nào mà huấn luyện để làm gì